Ngày 4 tháng 8, Công an quận 3 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Đức Thiện, sinh năm 2004, Võ Trí Tài, sinh năm 2007, cùng ngụ thành phố Hồ Chí Minh, Trần Đức Huy, sinh năm 2005, ngụ tỉnh An Giang về hành vi cướp tài sản. Trước đó, ngày 23 tháng 7, cả ba đến quán cà phê trên đường Trường Sa, phường 12, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, rồi tìm đến hẻm Trần Văn Đan phục kích. Lúc này, Thiện đặt xe ôm công nghệ. Khi có tài xế đến đón, Thiện lên xe rồi điều tài xế đến khu vực đã bố trí, dùng dao uy hiếp, cướp xe cùng điện thoại của tài xế. Gây án xong, nhóm xóa ứng dụng, đem điện thoại bán lấy tiền tiêu xài. Ngoài vụ trên, nhóm khai gây ra một vụ cướp khác bằng thủ đoạn tương tự ở huyện Bình Chánh. Trong ngày, Công an quận 3 thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Nguyễn Thành Long, sinh năm 1986, ngụ quận 11, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Tại công an, Long khai không có việc làm ổn định và thiếu tiền tiêu xài, nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Theo đó, rạng sáng ngày 18 tháng 7, Long chạy xe máy đến khu nhà trọ trên đường Nguyễn Thiện Thuật, quận 3, phá khóa và đột nhập vào bên trong, lấy đi 4 xe máy mang cầm cố. Ngoài ra, công an cũng triệu tập Nguyễn Xuân Trường, sinh năm 1982, ngụ huyện Bình Chánh, để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do Long phạm tội mà có.